Dạ em về luôn nha. Ừ. Có gì bữa nào xong báo em trước mấy ngày. Rồi em về luôn. Bao ngày tuần cũng được. Nói ở gần xong vậy để em sắp xếp thôi. Dạ. Rồi thì khúc này là mình cho cửa xuống tới cái bè Tiền Giang rồi nha cô chú anh chị và các bạn. Thì ở đây giờ có cái cầu vậy đâu có chạy qua được, phải bây giờ phải bưng qua đó. Thì đây là anh thầu nè, giờ phải bưng cửa qua cái cầu rồi lấy xe chở vô trong nhà nha. Nặng lắm á, không tới 5m4. Ông làm cửa rộng cho nó mát. Nhà xung quanh này. Trái cây. Đây là anh đọc cái địa chỉ đây là cái gì? Đây là ấp gì đó chứ? Ấp Phú Mỹ. Ấp Hội Phú. Hả? Ấp Hội Phú. Ấp Hậu Mỹ Phú. Ấp Mỹ Phú. Ấp Mỹ Phú á. Dạ, ấp Hậu Mỹ Phước Hoa với cái bè Tiền Giang. Hôm nay mình có giao dàn cửa sắt xuống cho khách ở dưới Hậu Mỹ Phước Hoa, cái bè Tiền Giang. Đó. Rồi thì cô chú anh chị nào có nhu cầu làm thì cứ liên hệ với em, số điện thoại em sẽ để dưới phần mô tả nha. Dạ em về luôn nha. Có gì bữa nào xong báo em trước mấy ngày. Rồi em về luôn. Bao ngày tuần cũng được. Nói ở gần xong vậy để em sắp xếp thôi. Dạ.